Xin thưa với du khách, tiết canh là một món tươi sống, sử dụng nguyên liệu là tiết động vật tươi, được pha với chút nước mắm hoặc nước muối nhạt, hãm cho khỏi đông. Tiếp theo là cho tiết vào trộn với những phần thịt sụn động vật được băm nhỏ để làm đông tiết. Và cách chế biến món ăn như vậy rất thịnh hành trong ẩm thực của người Việt từ Bắc xuống Nam, nhưng lại chưa từng thấy trong ẩm thực của một nơi nào khác trên thế giới, và có lẽ vô cùng hiếm hoi trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Tiết canh thông thường là tiết lợn, tiết ngan, tiết vịt, tiết dê, tiết chó, v.v. Trong tiết canh có thể cho gan, lòng, mè băm nhỏ và ăn kèm với lạc rang, tiêu, rau thơm và nước cốt chanh. Đây là món ăn thường xuất hiện trong các bữa nhậu của người dân Việt. Tuy nhiên hiện nay nhà nước đã nghiêm cấm bán món ăn này để bảo đảm tình trạng an toàn sức khỏe trước những trường hợp đã tử vong vì ăn tiết canh đó các bạn ạ. Xin thưa các bạn, như vậy kênh đã chia sẻ với quý vị và các bạn về tiết canh của người Việt để các bạn cũng có thể lựa chọn cho mình ăn hay không ăn tiết canh nhé các bạn. Bởi vì trong tiết canh cũng có rất nhiều nguồn bệnh, nó sẽ gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Chúc quý vị và các bạn có lựa chọn sáng suốt để bảo đảm sức khỏe cho mình nhé các bạn. Video của kênh hôm nay xin chia sẻ đến đây là hết. Nếu thấy video hay hữu ích, các bạn hãy ấn vào nút đăng ký kênh và hình quả chuông để kênh lại ra các video hay hơn nữa phục vụ quý vị và các bạn. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian xem hết video.